BIM bằng không, mắt bằng nhiều đúng không? Một dự án thì có thể có một hoặc là nhiều nhà hóa học tham gia. Như vậy, giữa một quan hệ giữa nhà hóa học và dự án đang là mối quan hệ nhiều nhiều. Tiếp theo, một dự án thì có thể không sử dụng thiết bị nào nhưng có thể sử dụng nhiều thiết bị. Hai trường hợp nhé. Một thiết bị thì có thể giao cho một hoặc là nhiều dự án hoặc không dự án, tức là thiết bị có thể để trong kho không ai dùng đến, hoặc có thể có nhiều dự án luân chuyển dự án này đến dự án khác dùng đến nó. Tiếp theo là một nhà hóa học thì sẽ quản lý một hoặc là nhiều không hoặc là nhiều thiết bị. Một thiết bị có thể giao không hoặc là nhiều nhà hóa học sử dụng. Vậy giữa dự án và thiết bị cũng là mối quan hệ nhiều nhiều, giữa nhà hóa học và thiết bị cũng là mối quan hệ nhiều nhiều. Thì từ quy tắc nghiệp vụ này, tôi xác định được cái mối quan hệ giữa các cái thực thể là gì. Đây ạ, ra đến hình này các bạn đã nhìn thấy chưa? Thế các bạn nhìn đây, cái quan hệ này đang là quan hệ gì đây? Hưởng nào, cái quan hệ này cô đang gọi tên là gì nhỉ? Tên của nó là gì rồi ơi? Tỉnh nào? Quan hệ nhiều nhiều quá. Giờ mình Có dạ. tên khác đấy. Cái quan hệ mà ba anh cùng nối thành cái mạch khép kín như này cô gọi là quan hệ gì? Nhớ không? Đó là quan hệ tay bạn. Đúng rồi, là quan hệ tay ba. Quan hệ ba anh này tạo thành cái mạch khép kín, nhớ chưa? Không phải là quan hệ tay ba. Thế trong mối hệ tay ba thì mình cách như thế nào? Bình thường là quan hệ nhiều nhiều thì mình cách cái một cái quan hệ nhiều nhiều ra thành một cái thực thể kết hợp đúng không? Thì đây mình có ba quan hệ nhiều nhiều thì mình tách ra làm ba thực thể kết hợp hay là thế nào? Mình sẽ tìm cái điểm chung của nó. À, khi mà có một cái mạch kín như thế này thì mình sẽ làm cái thao tác là gộp về thành một thực thể kết hợp cho cô, tức là ba cái khi mà mối quan hệ nhiều nhiều tạo thành một thực thể kết hợp cho nhá. Thế cái định danh của thực thể kết hợp này nó sẽ là cái gì cả lớp đây không? Phân công công việc ạ. Cho các bạn phân công. Mình nó sẽ có thuộc tính định danh là thuộc tính định danh của ba thực thể tham gia vào quan hệ tay ba cả lớp nhé. Như vậy khóa hình thành được ba thuộc tính thôi đấy. Mình sẽ có là số nhân viên, số series và mã dự án. Ở đây thì cái thuộc tính mô tả của mình đây là đang nói cái gì? Ngày giao là khi ngày một thiết bị xác định được giao cho một nhà khoa học cụ thể trong một dự án xác định. À, như vậy là cái ngày giao này nó không được nằm cùng với thiết bị, nó cũng không được nằm cùng với dự án, nó cũng không được nằm cùng với nhà khoa học, mà nó phải nằm ở trong bảng gì ạ? Cái thực thể kết hợp mới tạo ra, tức là cái ngày giao này nó sẽ phải nằm ở trong cái thực thể kết hợp đấy, cái ngày giao thiết bị này.
Thì đây là cái biểu đồ thực thể liên kết được tạo ra dựa trên cái đề bài vừa rồi. Cái phần này các bạn đã thắc mắc gì không? Và đến đây là có ai thắc mắc gì không? Đây là cái mạch kín đúng không? Có thể nhiều nhiều mạch kín đúng không? Vâng. Thì mình phải tách nó ra thành một thực thể kết hợp và vẫn đúng quy tắc là đồng nhiều với cộng hướng về thực thể kết hợp. Nếu như mà ở đây nhá, nhà hóa học có không quản lý thực định, tức là cô gạch bỏ cái mối quan hệ này đi này. Đây. Nếu như mà giả sử nó không có cái vấn đề ở đây này, thì các bạn vẫn làm như bình thường là chúng ta tách anh này ra thành một thực thể kết hợp mới này. Anh tách là anh này ra một thực thể kết hợp mới này. Tức là cứ quan hệ nhiều nhiều là mình tách đúng không? Thế nhưng mà bởi vì là ở đây lại có thêm cái hóa học của thiết bị, thì thế là nó đang bị thành một cái gì ạ? Một cái mạch tròn khép kín. Thế nó khép kín hay không? Nó không có lối ra đúng không? Cái mạch tròn khép kín như thế này tạo cho cô một cái thực thể kết hợp. Cái thực thể kết hợp này thì mình chụp tất cả ba anh này lại với nhau, tức là tách quan hệ nhiều nhiều của ba anh này thành một thực thể thôi, chứ không thực thì nhiều thực thể, và vẫn đúng quy tắc là đồng nhiều hướng về anh này, còn đồng một hay đồng nhiều thì được do tùy từng bài toán, còn cái đầu còn lại nó là một hay là nhiều thứ này thì nó sẽ là do tùy từng bài toán khác nhau, quy tắc nó chỉ là thế thôi. Nhưng mà nó cứ phải là mạch kín nữa nhé. Ba anh này liên quan chồng chéo nhau ấy.